Mình đã xem Robot Hoang Dã, bộ phim hoạt hình mới nhất đến từ nhà làm phim lừng danh DreamWorks sau một bom tấn thất vọng và một bom xịt để đời của họ vào nửa đầu năm 2024. Và không phụ công đưa fan hâm mộ xuống đáy xã hội của mình, DreamWorks đã có một cú lộ ngược dòng ngoạn mục khi tác phẩm mới về robot và thiên nhiên, về tình mẫu tử giữa người máy và động vật này đang nhận được bão lời khen cả từ khán giả lẫn giới chuyên môn, và thậm chí được đánh giá sẽ trở thành chủ nhân nghiễm nhiên của tượng vàng Oscar tại hạng mục phim hoạt hình xuất sắc nhất. Vậy, tác phẩm Robot Hoang Dã này có xứng đáng với những lời tán dương hiện tại và có đủ đâu để biến DreamWorks từ số 0 vươn lên đỉnh vinh quang ở Viện Hàn Lâm? Hãy cùng Đèn Đỏ Cinema chúng mình review bộ phim này nhé! Bộ phim Robot Hoang Dã lấy bối cảnh ở trái đất trong một tương lai giả tưởng khi xã hội văn minh con người đã tiến bộ vượt bậc nhờ có sự xuất hiện của các robot giúp việc. Trong một chuyến giao hàng bị đánh đắm xuống một vùng đảo hoang sau một cơn bão, một con robot tên là Ross mang mã hiệu 7134 là đơn vị duy nhất còn sống sót, phải vật lộn xoay sở sinh tồn trong một hệ sinh thái của những loài động vật đầy thù địch với nhau và không tiếp đón người ngoài. Một tai nạn bất ngờ xảy đến khiến Ross phá vỡ một tổ vịt trời để có sót lại đúng một quả trứng. Và rồi, do lập trình luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, cô trở thành một người mẹ bất đắc dĩ của chú vịt trời mới sinh này dưới sự cố vấn của một anh chàng cáo lém lỉnh tên là Fink. Và hành trình nuôi con đầy chông gai thử thách của Ross đã đem đến những thay đổi bất ngờ cho hòn đảo, cho sinh vật nơi đây, cho chú vịt con mỏ sáng của cô và cho cả chính cô. Các bạn khán giả đã học bộ môn sinh học cấp 2 có lẽ không lạ lẫm gì với tập tính Invert rằng một con vịt mới nở sẽ ngay lập tức ghi nhận vật thể chuyển động đầu tiên trước mắt là mẹ mình. Nhà DreamWorks đã biến cả hiện tượng này thành một bộ phim để ca ngợi về tính mẫu tử cũng như sự bứt phá vượt khỏi những khuôn mẫu lập trình hay bản năng để nghe theo tiếng gọi con tim. Chủ đề này không phải là mới mẻ nhưng chắc chắn là một đề tài rất đáng khai thác. Và mình không thể nói DreamWorks không làm tốt điều này được. Bộ phim triển khai một cách bài bản và logic hành trình làm mẹ đầy trớ trêu của Ross, từ những gian khó cô mới gặp ngay khi bước lên hòn đảo, cho tới khi cô trở thành một người mẹ hiền thảo, cho tới khi cô trở thành một biểu tượng của cả cộng đồng vương quốc loài vật. Tất nhiên, có một số tình tiết phim khai thác chưa thực sự hợp lý và thúc đẩy một cách hơi bị chóng vánh. Ví dụ như hành trình khôn lớn của vịt con mỏ sáng hay cộng đồng loài vật dần dần thay lòng đổi dạ với Ross như thế nào. Mình nghĩ đây là một đặc điểm thường thấy của nhà DreamWorks khi họ có xu hướng xây dựng và mở sâu khai thác thế giới và mâu thuẫn chính ra rộng lớn hơn nữa. Nhưng điều này lại khiến tiến trình khai thác của phim đôi chỗ bị nông và cụt hứng. Và điều này dẫn đến những thông điệp của phim rất giàu tính nhân văn, nhưng đôi lúc bị truyền tải một cách khá là giáo điều và thiếu tinh tế. Điều này trái ngược với nhà Pixar, những bậc thầy kể chuyện chỉ chọn một thế giới nhỏ, nhưng lại quan sát triệt để từng chi tiết tiểu tiết một trong thế giới đó để triển khai một cách đầy tự nhiên, khiến cho những thông điệp dễ đi vào lòng người hơn. Đó là lý do vì sao tuy mình thấy cốt truyện của Robot Hoang Dã rất nhân văn, gần gũi và được triển khai khai thác rất tốt, thế nhưng vẫn có một cái gì đó cấn cấn khiến mình không đủ thỏa mãn khi phim hạ màn. Vì vậy, về khâu kịch bản, mình đánh giá là phim cốt truyện được khai thác triệt để, triển khai tình tiết vẫn còn đôi chỗ hơi bị trong vánh, thông điệp nhân văn nhưng hơi thiếu tinh tế, và do đó mình sẽ cho 7/10. Nhân vật trọng tâm của bộ phim xoay quanh cô nàng robot Rosum 7134. Nhân vật Ross được xây dựng phát triển tâm lý tính cách tốt, có một sự thay đổi khá tinh tế từ một con robot chỉ biết nhận lệnh và xử lý thông tin một cách máy móc cho đến việc liên tục thay đổi lập trình của mình theo thực tế và hành động bằng con tim nhiều hơn lý trí. Ross không chỉ là một hình tượng robot thức tỉnh điển hình giống như các nhân vật Wall-E hay là robot khổng lồ, mà còn là biểu tượng cho những người sắp làm cha làm mẹ ở ngoài đời. Những con người lạnh lùng và lý trí trong guồng xoay công việc bỗng trở nên tình cảm và bao dung khi chào đón đứa con đầu lòng. Và do đó mà nhân vật Ross này trở thành một trong những robot đáng nhớ nhất màn ảnh. Và mình chỉ tiếc ở một điều là do nhân vật này nói được nên việc thể hiện tính robot của Ross đôi khi lại không được tinh tế và tự nhiên, đặc biệt là khi so sánh với Wall-E, một tượng đài của robot trên phim ảnh. Chú vịt con mỏ sáng cũng là một nhân vật quan trọng của phim và hình tượng của cậu khá là kiểu mẫu về một đứa con hoang bị bỏ rơi, bị cô lập và ghẻ lạnh bởi động loại và phải vượt qua quá trình trưởng thành gian khổ để chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, trong khi các phim khác thường phản ánh bố mẹ là hoàn hảo và con thất vọng vì không được như bố mẹ, thì trong Robot Hoang Dã, sự khác biệt của vịt con mỏ sáng lại giao hòa tốt với sự khác biệt của Ross, từ đấy khiến cho tình mẫu tử giữa hai nhân vật này trở nên vô cùng gắn kết. Nhưng lại một lần nữa, DreamWorks khai thác khá thiếu tinh tế trong giai đoạn trưởng thành của chú vịt con bên người mẹ robot của mình, để rồi tình chưa tới mà chú vịt đã lớn và bước vào giai đoạn nổi loạn. Nhưng sau cùng thì điều này đã ít nhiều được bù đắp lại trong suốt hành trình đấu tranh khổ luyện cùng mẹ của cậu về sau. Và do đó mà tình mẫu tử giữa họ vẫn gắn kết và làm nổi bật được những giá trị của phim. Các nhân vật phụ còn lại cũng có đất diễn nhất định và hầu hết là những công thức điển hình của nhà DreamWorks.
Chú cao lém lỉnh lắm mồm Fink chắc chắn gợi nhớ đến Donkey trong Shrek hay Zen trong Kung Fu Panda 4. Các động vật trên hòn đảo tương tác với nhau trong một quần thể xã hội phong phú đa dạng, và các nhân vật robot phản diện thì cũng theo công thức của họ. Tất cả sau cùng đã tạo nên một bức tranh robot hoang dã phong phú. Và do đó, về phần xây dựng nhân vật, mình đánh giá là xây dựng nhân vật trọng tâm có chiều sâu, nhưng đôi chút bị vội vàng và thiếu tinh tế, dàn nhân vật phụ điển hình và tròn vai. Và do đó, mình sẽ cho phần này 8 trên 10 điểm. Vẫn là DreamWorks mà thôi, một trong những hãng phim hiếm hoi rất tích cực thử nghiệm các phong cách hình ảnh hoạt họa khác nhau để nâng tầm khả năng kể chuyện của mình. Và do đó, qua những gì đã thể hiện trong Chú Mèo Đi Hia, Điều Ước Cuối Cùng, DreamWorks không ngần ngại tung hết mọi quân bài của mình để robot hoang dã tỏa sáng rực rỡ trong từng khuôn hình của mình. Đồ họa 3D với nét vẽ sáng huyền ảo kết hợp một cách mãn nhãn và linh hoạt giữa 2D và 3D để linh hoạt biến tấu các kể chuyện theo từng tình tiết một. Mỗi khuôn hình đều được chăm chút với ý đồ rõ ràng, và có những khuôn hình vô cùng nghệ thuật, đem lại sức nặng và tính biểu đạt ngôn ngữ lớn cho cảnh quay, nâng tầm các giá trị nhân văn của phim về thiên nhiên, về tình mẫu tử và hơn thế nữa. Chính vì vậy, chẳng có gì để nhận xét thêm về phần hình ảnh, ngoài việc khẳng định rằng tất cả những gì tinh túy bậc nhất của DreamWorks về hình ảnh đã được áp dụng triệt để vào phim, biến robot hoang dã trở thành một trải nghiệm mãn nhãn cho tất cả các khán giả. Do vậy, mình đánh giá về khâu này là chất lượng hình ảnh mãn nhãn và nghệ thuật, chi tiết hình ảnh được chăm chút kỹ lưỡng, tỉ mỉ và ngôn ngữ hình ảnh có sức biểu đạt rất cao, nên mình sẽ trao 10 điểm tuyệt đối thôi. Song hành với phần hình ảnh đỉnh cao là phần âm thanh âm nhạc được đầu tư vô cùng kỹ lưỡng để khán giả hòa mình vào thế giới trong phim một cách tự nhiên nhất. Từng hiệu ứng âm thanh một được thiết kế hiệu chỉnh và tinh tế, từ những âm thanh của rừng cây núi đá thiên nhiên cho đến từng con vật một, cho đến cả cô robot Ross với những hiệu ứng đặc biệt khá là vui tai. Tất nhiên để mà nói thì về độ tinh tế và chi tiết thì bộ phim chưa đạt được đến mức độ cao nhất, nhưng khâu âm thanh của phim vẫn đủ đáp ứng tốt theo bộ phim. Khâu âm nhạc cũng rất xuất sắc, với đặc trưng của nhà DreamWorks là đem lại những bản nhạc hoành tráng hào hùng nhất để nâng tầm giá trị thông điệp tư tưởng của bộ phim. Và do đó mà những trường đoạn ca ngợi tình mẫu tử, ca ngợi bảo vệ thiên nhiên và ca ngợi sức mạnh con tim sẽ khiến khán giả nổi da gà với những giai điệu để đưa cảm xúc lên tầm cao nhất. Chính vì vậy mà với mục đích ý đồ của phim và với phong cách của DreamWorks, họ đã làm rất tốt về khâu âm thanh và âm nhạc. Với âm thanh được thiết kế chi tiết sinh động và âm nhạc hoành tráng dạt dào cảm xúc, nên mình sẽ cho phần này 9 trên 10 điểm. Tổng kết lại, Robot Hoang Dã được 7 điểm cho khâu kịch bản, 8 điểm về xây dựng nhân vật, 10 điểm về hình ảnh và 9 điểm về âm thanh âm nhạc. Và do đó, điểm số cuối cùng của phim là 8 điểm rưỡi. Với điểm số như trên, thì đối với mình, Robot Hoang Dã là một trong những bộ phim hoạt hình và thậm chí là một trong những bộ phim hay nhất năm nay, và chắc chắn sẽ là một ứng cử viên đáng gờm tại Oscar sắp tới. Tuy nhiên, để mà nói là chắc chắn sẽ lụm Oscar, thì mình vẫn nghĩ Inside Out 2 sẽ không dễ thua như vậy. Và đối với mình, Robot Hoang Dã là một tác phẩm xuất sắc, nhưng vẫn chưa thể đạt tới tầm của những kiệt tác hàng đầu của DreamWorks, chứ chưa nói đến việc là đối đầu với nhà Pixar, với những bậc thầy kể chuyện điêu luyện nhất. Và đó là bài review của chúng mình về bộ phim Robot Hoang Dã. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema đã chú ý theo dõi. Và đừng quên để lại một like và đăng ký cho kênh của chúng mình để đón chờ những bài review phim mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đèn Đỏ Cinema, kênh chuyên về phim uy tín. Hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi.